Thưa quý vị, những ngày này, nhiều hộ dân ở khu vực phía nam của thành phố Hà Nội đang phải sống trong cảnh khổ sở vì mất nước sinh hoạt. Có hộ gia đình đã phải bỏ ra tới 4 triệu đồng tiền mua nước sinh hoạt chỉ trong hơn một tuần. Nhưng còn một hậu quả khác nữa mà tình trạng mất nước gây ra mà ít người ngờ tới, đó là sự gia tăng của dịch bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể, có những sự cố vỡ đường ống nước sông Đà thời gian qua đang được coi là một trong những nguyên nhân làm cho số người mắc sốt xuất huyết tại thủ đô tăng nhanh. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong tuần qua cả nước có thêm hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết mới, trong đó một ca tử vong ở An Giang. Tại Hà Nội, từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 đã ghi nhận hơn 900 ca mắc sốt xuất huyết. Các quận có ca mắc mới nhiều nhất vẫn là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy. Lý giải về những bất thường của dịch sốt xuất huyết tại thủ đô, Cục Y tế Dự phòng cho biết, do từ cuối năm 2016 đến nay, thời tiết nắng nóng bất thường nên nhiệt độ cao hơn mọi năm, nên muỗi có điều kiện phát triển. Đặc biệt do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, nhiều hộ dân đã phải sử dụng thùng chậu để dự trữ nước, nên đã tạo điều kiện cho bọ gậy lăng quăng phát triển thành muỗi gây bệnh.